事吗？今天你去公司工作，你觉得有什么新事吗？什么好事吗？那我呢，我对那边搞一些活动，就那边约出来。是那边的时间，有什么新事吗？那边的活动，有什么好事吗？是那边时间。好事吗？好事那边多嘞，是那边多。是那边，他不方便那里是哪个啊？不对啦，是哪个？是那边。是哪边？那边。是哪边？有没有？没有空空空有事情啦，没有。啊，没有事。没有事。我跟你讲，没什么事，讲我跟你讲，没什么事，什么呢？没有，没有心事。没有心，没有，没有心事了，不搞为什么？没有心事，巴拉天，空空没几两，没有什么事，没什么事。那，那服务员呢？那服务站，那你爸爸看到有吗？没有，这样子有。室内有。室内了，室内，那没时间。那就是时间了，哦，时间了，知道是哪个？是哪个？是是哪？是哪个？是哪来？那个是什么是哪？东西？那个是哪？哪？还在那里，过不到那个，只能看药来，没办法，非非搞药住，提高免疫力嘛，就还好。有一个是。搞不别有吗？我有一个是，搞不别。我有一个是，搞不别。那你今天去公司工作有什么新事吗？那你那边搞会怎么着？没有，没有，没有，没有什么事，没有，没有那今天进去你们工作很忙对吗？今天我工作很忙。很忙，那你觉得累不累？你觉得累不累？很累。哎，很累是吗？那每天你的工作都很累吗？每天你的工作都很累吗？Thank you.
mua sắm à, thay mặt em cứ thay mặt em đi thay mặt em thấy em muốn muốn thay mặt rồi đó còn cái này là trẻ bao nhiêu đúng không đăng ký tiền mình đi trên cơ không hôm nay em đi gặp khách hàng được đi tới khách được không chúng ta có từ trên cửa tới khách này em đã từ phải không trên cửa tới khách trên cửa trên khách truy trên cửa trên là biết mà cửa là khách chúng ta hai hai phải đi tới khách đúng không chúng ta phải học từ này trên cửa tới khách có phải là khách hàng không? Dạ. Chắc em phải học có thầy ạ. Thì chúng ta ghi được này là chiến cửa là tích khách động từ đấy động từ tích động tâm bây giờ chuyện chiến cửa có phải đi đi tích khách theo suy chiến cửa chưa biết mà chưa có và chưa là khách hàng khách còn cái giải pháp của bạn nhận ta kinh nghiệm thì suy chiến cửa bằng tôi học thế nào bao lâu nên là bao lâu các thời gian
方，公共汽车、神秘、神公道、公共、神公道的那个，神秘道门，神秘是哪？神秘，还有汽车啦，那些都叫公共啦，神公道，然后神秘，对的，我牛字，就我牛字的海啦，啊，海事，哇，那都海事啦，我的海啦，海事，那得了，就是把那海事嘛，海啦，海事。OK， 这个就我就是问题。有点，哎，马高林，今天我觉得有点累。同意。
từ gì ạ? Từ quay là màu ghi, quay màu ghi. Em cũng màu ghi không? Màu ghi màu sáng rồi, quay sợ. Ví dụ giờ em cũng nói gì ạ? Tôi muốn mua chiếc xe, tôi muốn mua chiếc ô tô màu ghi. Chẳng hạn nào? Của nhau phải quay sợ là quay sợ là chỉ chưa? Để mà quay sợ là chỉ chưa. Tôi muốn mua chiếc xe, ô tô màu ghi. Ở đây chúng ta có nói chung tâm ngữ là cái từ gốc chỉ chưa là ô tô chung chung và chưa biết là cái ô tô nó có đặc điểm tính chất là gì. Ok, quay sơ là định nghĩa của cái thằng là chi chưa, nó là cái điểm đó là danh từ bổ sung để xác định thông tin cho cái từ chi chưa là trong ngữ là này. Nó tức là chính là danh từ ở sau chữ tờ và quay sơ là trước chữ tờ để bổ sung thông tin đặc điểm tính chất cho cái từ chi chưa. Quay sơ là chi chưa có nghĩa là chiếc xe và xe ô tô màu ghi. Quay sơ là chiếc xe màu ghi. Bạn muốn xem sản phẩm gì? Sản phẩm này là
thể nhận và sẽ cho nó cái một chút xíu để có thể nhìn rõ hơn. Thế nên hồi chuyện ý về phần của đất thể hiện cái bao nhiêu nhất là giờ thì sao và phải chẳng giờ nó là giờ thì sao là chúng ta đến tiếp này là từ gì từ công sư là công ty công ty bây giờ em Nhung nói gì ạ? Bạn làm việc cho công ty gì? Em nói là bạn làm việc cho công ty gì? Khai một cái nhỏ thì 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 khai một cái n
các bạn biết là từ sẽ từ tua là rồi là từ nhiều rất nhiều đấy thẳng tua và từ thì từ quay của là nước ngoài các anh giờ anh thu nó nhỉ công tôi làm được cho công ty nước ngoài mà nào có kể quay của công sư không tua không tua có kể quay của tài sản không tua là tôi làm cho công ty phải cố đấy công ty nước ngoài có kể ngoài của công sư không tua là tôi làm được cho công ty nhé và em bác nói đi có kể quay của công sư không tua là tôi làm việc cho công ty nhớ nhưng mà Thank you.
三号远吗？你的公司离这儿远吗？不太远。不太远，是吧？如果你骑摩托车，的话，大概多长时间？什么 ？Any 什么 ？Any 五环 ？Hello。啊，五。骑摩托车的话，大概多长时间？好像。100.8 là 100.8 100.8 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 là 100.8
11 là 120. Nhớ. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứ. Ok, công ty trách nhiệm hữu hạn không? Ờ, đây là cái câu hỏi của em nhỉ. Em Nguyễn Thanh Đức Vân. Rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty gì mà không? Công sư. Công sư không? Công sư, công sư này. Còn trách nhiệm gì ạ? Chứ đây. Là trách nhiệm. Còn hiểu xuyên là hữu hạn. Hiểu xuyên là hiểu xuyên. Các bạn sẽ có thích tình câu nhỉ? Hóa lại có hạn gì đó. Ok. Công ty, công sư chúng ta học rồi. Tất toàn này. Chứa lần. Ta bảo à, em là nhân viên rồi nhá. Chứa lần là trách nhiệm. Là danh từ trách nhiệm. Là tôi phải có trách nhiệm. Của yêu thì chứa lần là phải có trách nhiệm. Thì bị chưa, thì bị suy yếu chứa lần. Chứa lần là trách nhiệm. Và cái là từ hiểu xuyên là hữu hạn. Hiểu xuyên. Hiểu xuyên. Hiểu xuyên. Đó là từ Hàn Việt đấy. Hiểu là hữu và xuyên là hạn. Xuyên là hạn đấy. Hạn mức đấy. Giới hạn đấy. Hiểu là hữu mà. Chứa lần à, chứa lần hiểu xuyên là hữu hạn. Thế này công ty trách nhiệm hạn là gì? Công ty công sư hữu hạn. Ok công công sư thì còn cái gì thế này nhá, cái trách nhiệm hạn là t t hạn. Ờ, chúng ta tin này công ty trách nhiệm hạn không? Ở đây thì cái từ công ty nó là danh từ gốc, nó là từ gốc, là từ gốc. Thì chúng ta phải đi công ty trước, nó là gì? Công sư, nó công sư đây, nó gì nữa? Hiểu hạn gì? Hiểu hạn là hiểu xem. Đó. Công ty là à đâu? Công ty à? Trách nhiệm nhá, trách nhiệm là không? Chúng ta phải đi. Trách nhiệm là chứa đơn. À, chứa đơn không? Thông tin này. À, chứa đơn. Công ty trách nhiệm. Hiểu hạn là cuối cùng không? Hiểu xem. Hiểu xem, rồi. Hiểu xem, chứ đây cũng sẽ hiểu xem. Đúng không? Đây là cái tiêu chuẩn không? Anh hiểu nhé, đây là tiêu chuẩn này. Chúng ta phải chuẩn cái chất tự từ nó, chứ không được nó lung tung. Theo cái chất tự từ là các cái lớp định ngữ nhau, lớp định ngữ 1, lớp định ngữ 2, lớp định ngữ 3. Hiểu xem, chứ đây cũng sẽ là công ty trách nhiệm hóa. Em bắt kỳ bằng, hiểu xem, chứ đây cũng sẽ, em bỏ đi, thì em nhớ được. Hiểu xem, em bỏ ở trên này, ở trên này. Hiểu xuyên đó là hiểu xuyên trở lại công sư nhỉ. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn là hiểu xuyên trở lại công sư. Đấy, bác nhớ nhỉ. Hiểu xuyên trở lại công sư là công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là khi mà chúng ta dịch chúng ta bị dịch chúng ta chuẩn rất là dịch để chúng ta bản bắt đầu tài liệu phải dịch chuẩn, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là công ty hữu hạn trách nhiệm trở lại hiểu xuyên công sư là công ty trách nhiệm hữu hạn. Thế này, các bạn có thể nói cách đọc con số tiếp. Giá cũ là gì ạ? 1005, 1005 thì nó sao? 1005 là gì? 1005 là cái cách em bắt gọi đấy. 1005. Ta một con ở đây có ở giữa có hai con câu thì chúng ta thì phải có 5 con câu hay là 6 con câu thì nó chỉ có một con lính thôi. 1005 lính là đại diện cho tất cả các con lính. 1005 vậy. Một nghìn năm,
tám chín rồi đi. Ông mười mấy đấy này. Tám chín rồi đi. Cao
四个人，我家有四个人，好，爸爸妈妈姐姐和我，爸爸妈妈姐姐和我，和我，你听着，爸爸是一家医院的大夫，爸爸是一家医院的大夫，医院的大夫，对的，昨天他每天工作都很忙，他每天工作都很忙，对的，妈妈不工作，妈妈不工作。在家做家务，在家做家务，健康家务，家务平安，平安，平安，平安，各位同志，把家务平安，来啦，各位平安。现在，姐姐是一家银行的职员，姐姐是一家银行的职员，的职员，现在工作也很忙，工作也很忙。我是北京语言大学的留学生，我是北京语言大学的留学生。姐姐有一个男朋友，姐姐有一个男朋友，一个男朋友，男朋友。对，姐姐说她的男朋友很好，姐姐说她的男朋友很好。各位同学，很好，对不对？我很高兴，我很高兴，我还没有男朋友，我还没有男朋友。但我有很多朋友，但我当然有很多朋友。有日本朋友，有日本朋友，也有外国朋友，也有外国朋友。不光你把这外国人管住了，也有外国朋友。还有他们图书馆没那办，对吧？他们这个地方不能来。把今天他们上到他也像，刚才在上到他，原来你把那导播给导播知道哈，他叫给他过了。知道，是谁来的？这个，我把的八千两百，八千五百两百，对不？thì chung cơ bản chúng ta học trong thời gian cuối một là chúng ta sẽ tương đương với trình độ thì chung khá là cao một rồi nhận 152 đến 156 là những cái từ vựng khoảng 300 từ vựng này 300-350 đấy từ vựng thì chung cơ bản đây là của cảnh của tháng cuối một chúng ta sẽ đi tiếp sang tháng thứ hai thì bác bao nhân tháng thứ hai đó bao nhân rồi tháng thứ hai là đã dùng cả phần tháng hai rồi nhưng đâu rồi kia
天晚上你跟我一起去看电影吧，我昨天把一些衣服没。OK。今天晚上你跟我一起去看电影吧。Bye.
điện trả là trả 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 tiền mượn đấy, trả tiền vay hoàn là đọc nên từ đó là cái gì mới đọc hoàn, không biết là quán, không biết là thái, trong hiểu thế nó là hoàn hoàn chiến là trả tiền. Có nhiều cách đọc và nhiều cách khác nhau. Giống nhau như vậy thôi, giống nhau phiên âm thôi nhưng mà cách sử dụng khác nhau. Chính khác nhau đấy là phiên âm cũng thể khác nhau thôi. Quán chân ăn, chẳng chữ, tiền. Chữ Hán nó giống nhau mà. Không, chữ Hán khác nhau và chữ phiên âm giống nhau. Ví dụ là cùng cái từ treo đúng không? Là vậy này hoặc là trên đó. Nhưng cái từ Thái, chúng ta có giống từ Thái sử dụng không? Vâng. Nhà bạn có internet không? Nhà bạn có internet không?
tim. Thì này, chúng ta học từ Google gì là cụ cơ là Google nhỉ? Cụ cơ là Google. Cụ cơ là Google. Cảm ơn các bạn.
注意现在准平仄，准平仄摆好。啊，第二个你生词的形，生词的来，可是发现或者不在，或者不在。收发email，email，email，啊，都这样。
视，嗯，那先保养，看电视。为什么？哈哈哈哈哈。对，开始搞，那把刀怎么来？看电视。那我们那我们先把刀，哎，我这边，那边我背掉，然后比赛，现在，啊，那是我背掉，也是很厉害的，休息两个，还把宿舍，他说，你啥都有。晚上你常做什么？晚上睡觉做什么？复习课文。
có thể sang trang số 68, có thể tập đọc cái phần chữ Hán này, trang số 8 và số 3. Tôi làm việc với Trung Quốc là một trang trả cả cho Trung Quốc.
欢吃中国菜吗？啊，你喜欢吃中国菜吗？今天好呢，等等我。
欢做什么工作？你喜欢做什么工作？做什么？Thank you.
卖。